Ở một gen mã hóa protein bình thường, thông tin trên trình tự ADN được dùng để tổng hợp nên một chuỗi polypeptide hoàn chỉnh thông qua hai quá trình phiên mã và dịch mã. Tuy vậy, một đột biến thay thế nucleotide có thể dẫn đến một đột biến vô nghĩa. Trong ví dụ ở hình trên, đột biến vô nghĩa ở đây xuất hiện do một đột biến dị hoán AT thành TA. Trong đột biến vô nghĩa, một bộ ba mã hóa axit amin trong vùng khung đọc của gen bị đột biến thành một trong các bộ ba mã kết thúc sớm. Trong quá trình phiên mã, bộ ba mã kết thúc sớm không ảnh hưởng đến bộ máy phiên mã bởi vì hoạt động khởi đầu và kết thúc phiên mã chỉ phụ thuộc vào các trình tự tín hiệu khởi đầu và kết thúc phiên mã. Còn trong quá trình dịch mã, quá trình kéo dài chuỗi diễn ra bình thường cho đến khi ribosome tiếp cận đột biến vô nghĩa. Bộ ba đột biến vô nghĩa gây kết thúc dịch mã sớm và giải phóng chuỗi polypeptide có chiều dài không hoàn chỉnh. Các đột biến vô nghĩa có thể bị ức chế bởi một đột biến thứ hai xảy ra ở gen mã hóa tRNA vận chuyển axit amin tyrosine. Đột biến này tạo ra một loại tRNA có thể nhận biết được bộ ba đột biến vô nghĩa là UAG. Trong quá trình dịch mã của gen đột biến vô nghĩa, tRNA đột biến có thể cài axit amin vào vị trí đột biến vô nghĩa. Nhờ vậy, quá trình dịch mã có thể tiếp tục và tạo ra chuỗi polypeptide hoàn chỉnh. Tuy nhiên, điểm cần chú ý là chuỗi polypeptide được tạo ra trong trường hợp xảy ra đột biến ức chế đột biến vô nghĩa. Trong ví dụ trên, sẽ xuất hiện một axit amin tyrosine thay thế cho lysine so với chuỗi polypeptide được tổng hợp từ gen kiểu dạng bình thường.